Xin chào toàn thể các bác anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay, show em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác anh em một số cái mẫu laser hỗ trợ các bắn ban ngày và bắn ban đêm. Thì cây củi của các bác mà chưa có laser này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc laser, thì các bác anh em hãy cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay các nhé. Thì sau đây thì em sẽ điều giới thiệu cụ thể chi tiết về từng cái mẫu laser một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính các nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em một cái mẫu laser mili các nhé. Mẫu laser mili có chỉnh lên chỉnh xuống sang trái sang phải này. Mẫu laser mili này thì bên em chỉ còn kẹp nòng thôi các nhé. Kẹp nòng từ phi 12 đến phi 16 thì các bác và anh em có thể kẹp vừa các nhé. Mẫu laser mili tia đỏ chuyên để hỗ trợ các bác bắn ban đêm các nhé. Một chiếc laser mili tia đỏ thì bên show em đang bán với một mức giá là 150.000 các nhé. Mẫu laser mili tia đỏ giá là 150.000 đồng, đã bao ship rồi các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác anh em cái mẫu laser con dán các nhé. Các bác mà đang dùng condo U này, condo Z hoặc là condo hạ ngắm, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc laser tia cực kỳ là bé và cực kỳ là gọn, thì các bác và anh em nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser con dán các nhé các bác nhé. Mẫu laser con dán này thì có sẽ hai công tắc các nhé, một công tắc bấm này, các bác thấy không ạ, một công tắc bấm và một công tắc gạt này, và đi kèm sẽ là hai quả pin ở trong, sẽ tặng thêm cho các bác và anh em hai quả pin sơ cua các bác nhé. Mẫu laser con dán này có chỉnh lên chỉnh xuống sang trái sang phải các nhé, có dây 11 và dây 20. Một chiếc laser con dán các bác xem ạ, tia cực kỳ là bé các bác nhé. Đấy, tia của mẫu laser con dán cực kỳ là bé. Một chiếc laser con dán tia đỏ thì chuyên để hỗ trợ các bắn ban đêm, thì một chiếc laser con dán thì bên show em đang bán với một mức giá là 250.000 các nhé. Mẫu laser con dán giá là 250.000 đồng, đã bao ship rồi các nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em một cái mẫu laser bên em đang bán cực kỳ là chạy các nhé. Mẫu laser đầu đạn các nhé. Mẫu laser đầu đạn này có kẹp dây là dây 11 và dây 20. Các bác mà không dùng kẹp dây ấy, thì mẫu laser đầu đạn này có kẹp nòng các bác nhé. Kẹp nòng từ phi 12 đến phi 16. Các bác và anh em có thể kẹp vừa các nhé. Mẫu laser đầu đạn này thì phụ kiện đi kèm một cái cục sạc nữa các bác nhé. Đấy, hết pin các bác và anh em có thể xài điện lưới 220V và đi kèm một cái đuôi chuột để các bác và anh em có thể điều khiển từ xa các bác nhé. Thì một chiếc laser đầu đạn tia đỏ đây các bác nhé. Đấy, các bác thấy không ạ? Tia cực kỳ là bé luôn. Ban đêm thì các bác và anh em có thể bend cự ly được tầm độ 5 đến 60m, cực kỳ là chuẩn các nhé. Mẫu laser đầu đạn này có chỉnh lên chỉnh xuống này, sang trái sang phải đầy đủ các bác nhé. Một chiếc laser đầu đạn tia đỏ thì bên show em đang bán với một mức giá là 260.000 các bác nhá. Mẫu laser đầu đạn tia đỏ giá là 260.000 đồng, đã bao ship rồi các bác nhá. Hoặc các bác nào mà đi cả ngày cả đêm thì các bác và anh em nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser đầu đạn màu xanh, phụ kiện đi kèm cũng như là đầy đủ như chiếc laser đầu đạn màu đỏ các bác nhá. Một chiếc laser đầu đạn màu xanh này thì chuyên để hỗ trợ các bác bắn cả ngày cả đêm thì đều được hết các bác nhá. Một chiếc laser đầu đạn màu xanh thì bên show em đang bán với một mức giá là 300 các bác nhé. Mẫu laser đầu đạn màu xanh giá là 300.000 đồng, đã bao ship rồi các bác nhé. Hoặc các bác nào muốn cao cấp hơn, muốn xịn sò hơn, muốn chống nhảy tâm tốt hơn, chống nước tốt hơn, thì các bác và anh em nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser scope các bác nhé. Mẫu laser scope này có kẹp dây là dây 11 và kẹp nòng là phi 25 để các bác có thể kẹp những cây FX các bác nhé. Thì chiếc laser scope này khi các bác chỉnh lên chỉnh xuống, các bác xoáy cho em nút ra, các bác cho lục giác vào, các bác chỉnh lên chỉnh xuống ok rồi, các bác xoáy nút này vào các bác nhé. Và tương tự chỉnh sang trái sang phải cũng như thế các bác nhé. Một chiếc laser ống to scope tia đỏ thì bên show em đang bán với một mức giá là 300 các bác nhé. Một laser scope tia đỏ giá là 300.000, đã bao ship rồi các bác nhé. Hoặc các bác nào đi cả ngày cả đêm thì các bác và anh em nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser scope màu xanh, các bác thấy không ạ? Tia màu xanh này thì ban ngày các bác cũng có thể bend cự ly được tầm độ 50-60m, cực kỳ là chuẩn rồi. Một chiếc laser scope màu xanh thì bên show em đang bán với một mức giá là 330.000 các bác nhé. Laser scope màu xanh giá là 330.000 đồng thì đã bao ship rồi các bác nhé. Đó là một số cái mẫu laser thì em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm mẫu laser gắn BCB nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các nhé. Thì một video em làm rất chia ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác và anh em được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.